Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin Tài chính số 2 tháng 4 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Sau đây sẽ là tin tức thời sự tài chính nổi bật trong tuần và những thông tin quan trọng trong công tác điều hành, quản lý tài chính ngân sách của Bộ Tài chính tuần qua. Cuối bản tin, chúng tôi sẽ điểm những thông tin đáng chú ý về lĩnh vực tài chính qua góc nhìn của báo chí. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Tài chính không đứng ngoài cuộc trong quản lý giá. Điều hành chính sách tài khóa dựa trên sức khỏe doanh nghiệp. Việt Nam trao tặng tượng trưng 5.000 tấn gạo cho nhân dân Cuba. Chính thức trình chính phủ gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023. Tài chính qua góc nhìn báo chí tuần từ mùng 2 đến mùng 8 tháng 4 năm 2023. Sáng ngày mùng 6 tháng 4 năm 2023, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã xem xét cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án luật giá sửa đổi. Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm về danh mục bình ổn giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đề nghị giữ 8 mặt hàng trong dự luật này. Đối với các mặt hàng khác mà các đại biểu nêu như điện, khí, dầu mỏ, muối, đường, thức ăn chăn nuôi đã được quy định ở luật chuyên ngành và trong quá trình tổ chức thực hiện có sự sam chiếu. Về quản lý nhà nước, trước ý kiến băn khoăn có sự trùng lắp trong quản lý, Bộ trưởng cho hay điểm chung là Bộ Tài chính và các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều được giao nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về giá. Trong đó, Bộ Tài chính được phân định thẩm quyền ban hành chuẩn mực giá, hướng dẫn về phương pháp định giá chung và thanh tra kiểm tra. Còn lại các hàng hóa chuyên ngành phân về cho các bộ ngành quản lý. Bộ Tài chính sẽ là làm mẫu số chung, có nghĩa là khi mà có xây dựng các phương pháp định giá của các loại mặt hàng thì như vậy các bộ ngành sẽ xin ý kiến hay nói cách khác là sẽ lấy ý kiến của Bộ Tài chính rồi sau đấy mới coi ban hành. Như vậy thì có nghĩa là gói Bộ Tài chính sẽ không chủ trì về vấn đề đối với các cái hàng hóa chuyên biệt và quản lý các cái hàng hóa thuộc chuyên môn thì do các cái bộ ngành quản lý. Cho nên cũng có cái sự quản lý chung của Bộ Tài chính và các bộ ngành. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc cần quy định rõ về định giá và quản lý nhà nước, Bộ trưởng Hồ Đức Phước nhấn mạnh, Bộ Tài chính không đứng ngoài cuộc trong quản lý giá và cho biết trong quá trình các bộ quản lý chuyên ngành xây dựng phương pháp định giá chung đều có ý kiến góp ý của Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các ý kiến của đại biểu liên quan đến các khái niệm, các điều cấm, thêm các giải pháp bình ổn giá xăng dầu, hội đồng thẩm định giá, trách nhiệm của hội đồng thẩm định giá viên, dữ liệu về giá. Chiều 4 tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước và Đài truyền hình Việt Nam để đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp công tác trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang đồng chủ trì cuộc họp. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, thời gian qua công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều kết quả tích cực và hết sức quan trọng để quản lý, điều hành ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, giữ vững chính sách tài khóa, phát huy nguồn lực trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Đài truyền hình Việt Nam đã tuyên truyền và phổ biến kịp thời, chính xác về cơ chế tài chính, công tác điều hành chính sách tài chính ngân sách và hoạt động của ngành tài chính tới công chúng. Từ đó góp phần giúp Bộ Tài chính hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó. Bộ trưởng mong muốn thời gian tới trong công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản công, các nhiệm vụ khác của ngành tài chính sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ phối hợp của Kiểm toán Nhà nước và Đài truyền hình Việt Nam với mục tiêu giúp cho đất nước ngày một phát triển. Ngày 5 tháng 4, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 3, quý 1 năm 2023 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 4, quý 2 năm 2023. Bộ trưởng Hồ Đức Phước chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt 493,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,48% dự toán, tăng 2,21% so cùng kỳ năm 2022. Qua báo cáo của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, thu ngân sách những tháng đầu năm có dấu hiệu sụt giảm. Dự báo trong thời gian tới, thu ngân sách sẽ còn khó khăn hơn. Do đó, ngành thuế, ngành hải quan sẽ chủ động triển khai nhiều giải pháp, thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra kiểm tra. Toàn ngành sẽ triển khai kịp thời, hiệu quả các gói chính sách, giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh,
tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước biểu dương toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những tháng đầu năm. Bộ trưởng đặc biệt lưu ý, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các đơn vị, nhất là cơ quan thuế, hải quan, cần bám sát tình hình sức khỏe của doanh nghiệp để có phương án tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các giải pháp điều hành chính sách tài khoá. Các đồng chí bám sát tình hình của các cái doanh nghiệp và thông qua cái vấn đề thu chi ngân sách, thông qua vấn đề xuất nhập khẩu để chúng ta xây dựng cái báo cáo một cách đột xuất kịp thời, báo cáo với lãnh đạo Chính phủ những cái khó khăn của nền kinh tế. Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đề nghị toàn ngành tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, đặc biệt là công tác tham mưu, phối hợp với các bộ ngành. Đối với cơ quan thuế, Bộ trưởng đề nghị tập trung vào nghiên cứu, đề xuất triển khai áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam, tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, thu trên sàn thương mại điện tử, hoàn thuế giá trị gia tăng. Tiếp sau đây là những tin tức thời sự đáng chú ý khác của ngành tài chính. Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng tiếp và làm việc với đoàn công tác về khung đối tác quốc gia Việt Nam năm tài khoá 2023-2027 của Ngân hàng Thế giới VKB do bà Caroline Túc, Giám đốc Quốc gia VKB tại Việt Nam làm trưởng đoàn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết Bộ Tài chính đánh giá cao các lĩnh vực mà VKB, IFC đang mong muốn tập trung đầu tư vào khu vực tư nhân của Việt Nam, ưu tiên vào các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, tái tạo năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh. Đồng thời khẳng định, nguồn lực huy động từ nước ngoài, trong đó có nhà tài trợ lớn như VKB và một số nhà tài trợ song phương khác rất quan trọng trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tiếp đoàn công tác của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hungary do Tiến sĩ Albert Bezik, Phó Quốc vụ Khanh Bộ Tài chính Hungary làm trưởng đoàn. Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình hợp tác chuyên sâu giữa Việt Nam-Hungary trong lĩnh vực kho bạc, quản lý ngân quỹ, công nghệ thông tin và mong muốn chương trình hợp tác này tiếp tục được triển khai và thực hiện hiệu quả mang tính thực tiễn cao. Phần tiếp theo của bản tin tài chính tuần này sẽ là những thông tin đáng chú ý khác của ngành tài chính diễn ra trong tuần. Mời quý vị theo dõi. Ngày 6 tháng 4 năm 2023, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phối hợp với đại diện vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Việt Nam, vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính cùng với Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam tổ chức lễ trao tượng trưng 5.000 tấn gạo, quà tặng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam cho nhân dân Cuba. Ông La Văn Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, trên cơ sở nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thực hiện xuất kho 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến giao cho nước bạn tại cảng Mariel, Cuba. Đến nay, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng đã thực hiện các thủ tục xuất viện trợ, mua bảo hiểm hàng hóa, lựa chọn đơn vị vận chuyển, tổ chức xuất kho, bốc xếp để vận chuyển 5.000 tấn gạo nói trên. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối chất lượng gạo giao cho nước bạn, toàn bộ 5.000 tấn gạo lần này được vận chuyển trong 200 container loại 20 feet. Theo kế hoạch đã thống nhất với Đại sứ quán, toàn bộ số lượng 5.000 tấn gạo được vận chuyển thành 4 chuyến, mỗi chuyến 50 container, mỗi container đựng 25 tấn gạo. Dự kiến chuyến đầu tiên rời cảng Hải Phòng vào sáng ngày 15 tháng 4 năm 2023, chuyến cuối cùng rời cảng Hải Phòng vào 16 tháng 5 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, ông Orlando Hernandez Gulen, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng phía Cuba để sớm tiếp nhận lô gạo viện trợ, phân phối đến tay người dân ngay sau khi tàu cập cảng Mariel, Cuba. Bộ Tài chính đã chính thức trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Việc gia hạn thuế sẽ góp phần hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp cá nhân, tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế. Về đối tượng, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng đối với các đối tượng như quy định tại Điều 3, Nghị định số 34 năm 2022 của Chính phủ, nhưng loại trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, nước ngoài. Phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023.
gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 và quý 2 năm 2023, gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023 và gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023. Phương án này đã có sự thay đổi so với dự thảo trước đó bởi đã quá thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 2 năm 2023. Bộ Tài chính cũng đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thời hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Liên quan đến tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đề xuất gia hạn vào khoảng hơn 110.000 tỷ đồng. Thực hiện từ tháng 3 năm 2023. Quý 1 năm 2023 đã trôi qua với nhiều yếu tố khách quan bất lợi tác động làm giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Điều này cũng gây khó khăn cho công tác thu ngân sách của ngành hải quan. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 91.267 tỷ đồng, bằng 21,5% dự toán được giao, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, tương đương giảm 18.789 tỷ đồng. Nguyên nhân do tình hình xuất nhập khẩu có nhiều biến động, số doanh nghiệp tạm thời và vĩnh viễn rút lui khỏi thị trường cao, cộng với tình hình chính trị trên thế giới tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm ở một số ngành như dệt may, da giày, sản xuất giường, tủ, bàn ghế, sản xuất kim loại. Trong khi đó, giá xăng dầu liên tục biến động. Điều này dẫn tới tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1 2023 giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu chịu thuế giảm 15,9%. Chi tiết hơn, nhóm các mặt hàng nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng nhập khẩu, phục vụ sản xuất, nhập khẩu giảm 29%, làm giảm thu ngân sách khoảng 10.800 tỷ đồng. Nhóm xăng dầu nhập khẩu giảm 14,8% về trị giá, làm giảm thu khoảng 1.700 tỷ đồng. Nhóm ô tô nguyên chiếc tăng 54,3% về trị giá, làm tăng thu khoảng 4.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý 1, ngành hải quan đã thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô theo Điều 7A, 7B, Nghị định 101-2021, NDCP khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Quý khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thoibaotaichinhvietnam.vn. Tiếp sau đây là tổng hợp một số thông tin được báo chí cả nước phản ánh liên quan đến công tác điều hành quản lý tài chính ngân sách trong tuần qua. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Tuần qua, nhiều cơ quan báo chí đã đưa thông tin về báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái liên quan đến ưu đãi lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Trong đó, Bộ Tài chính cho biết thời điểm này chưa đặt vấn đề tiếp tục ưu đãi lệ phí trước bạ đối với đối tượng này. Theo Bộ Tài chính, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ đã giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, chính sách này được đánh giá là có ảnh hưởng tiêu cực trong việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, thì việc giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô ở thời điểm này là không phù hợp. Cũng trong tuần qua, một nội dung nổi bật được nhiều cơ quan báo chí đề cập tiếp tục liên quan đến vấn đề trái phiếu doanh nghiệp. Sau hàng loạt giải pháp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần ấm trở lại, mang lại tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp bất động sản. Thông tin từ các báo cho biết, những nút thắt đã dần được gỡ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 08 năm 2023
Cùng với đó là những động thái tích cực từ phía Ngân hàng Nhà nước đã giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần hồi phục. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 3 năm 2023 đã có 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành là 25.825 tỷ đồng, gấp 13 lần khối lượng phát hành của tháng 2 năm 2023. Cùng với trái phiếu doanh nghiệp, tuần qua cũng chứng kiến những tin vui liên tiếp giúp thị trường chứng khoán trong nước có chuỗi phiên tăng điểm hết sức tích cực. Trong đó, tín hiệu đảo chiều chính sách tiền tệ là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho xu hướng thị trường chứng khoán. Theo nhiều công ty chứng khoán, chính sách tiền tệ nới lỏng và lãi suất giảm là tín hiệu đầu tiên cho sự dịch chuyển tích cực của thị trường chứng khoán. Nhiều ý kiến cho rằng tín hiệu tích cực trong ngắn hạn của thị trường là khá rõ ràng, nhưng cần quan sát thêm xu hướng dài hạn với nhiều yếu tố. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tài chính số 2 tháng 4 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới, mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.